Không. Xôi về ra, cơ ra cơn mấy dị ra. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc với số tiền là số 50 triệu đồng thưa quý vị. Ai rồi sao Huyền? Anh Hà lên là em lên. Anh Hà lên em lên. Mình làm tròn không anh Hà? Anh với em đi. Hà mới hát xong tặng nãy giờ rồi. Anh với em đi. Không sao, không sao. Chia ba cho nó. Chia ba. Chia ba đi ha, cho nó đều đi nha. Dạ. Chia ba. Dạ. Ba anh em chúng tôi làm tròn con số 100 triệu đồng. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ gia đình con có nhiều thành viên lắm rồi ha, có anh Quang Hà nè, có chị Huyền nè, rồi có thêm người hỗ trợ ông anh của con nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ vượt qua thử thách bằng cách là chuyển tất cả bong bóng về cái thùng phi kia, chừng nào hết bong bóng thì thôi. Vượt qua các chướng ngại vật, mỗi lần đi cái bong bóng kẹp ở giữa, hai người đi sao qua chính xác tới cái thùng phi là được rồi. 1 phút 8 logo, 2 phút 6 logo, 3 phút 4 logo, trên 3 phút 3 logo, 2 logo, tới 10 phút là 1 logo. Mà nếu như vượt qua 10 phút chúng ta không có logo nào hết, đơn giản vậy nha. Chuẩn bị được, nghĩ được đúng rồi, đi đường xuất sắc nha. Nào bây giờ mình kiểm tra đồng hồ đi. Long không 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 không, bắt đầu đi nha. Mình lấy cái bóng mình để lên cái vai là mình đi, đi tới cuối bên đây mới được xuất phát nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Từ từ đứng đây. Chưa, để nó đi cuối. Để sát vô cái vai, để sát vô vai, không được di chuyển. Đúng rồi, bắt đầu. Để sát vô. Đi, đi đi. Đó, sự đoàn kết để chiến thắng rất là quan trọng. Chúng ta cần phải đoàn kết. Đoàn kết nhiều hơn nữa trong cuộc sống này. Đi đi. Đi đừng sao được, rất có bóng được rồi. Cố lên. 2. Cố lên nào. 2. Để sát quả bóng vô. 2. Đúng rồi, đi. 2. Di chuyển. Yeah. 1 cái. Di chuyển đi. Cố lên. Cố lên nào. Đó. Từ từ hợp rồi đó. Từ từ nó đều. Cố lên, đừng để rơi bóng dưới chân. Đi đi. Bước chân này ra, bước chân kia dài ra. Bước chân này dài ra. Đúng như vậy không? Mày bảo cầm bóng, đi bóng nhanh lên, tới luôn. Đi xe tiếng rồi. Tới luôn, nhanh lên. Đi, đi đâu? Nhanh, nhanh, nhanh. Cố lên. Đi, bước dài ra. Đi bóng đi, mau lên. 1, 2. Cầm bóng, 2 bóng đi luôn, mau lên. Cuối cùng rồi, nhanh. Nhanh. Leo, leo luôn. Rồi, vô. Hết bóng. Hết bóng, hết bóng. Đi sao hết bóng được rồi. Nói chung là có nỗ lực ha. Rồi, chúc mừng cho Quang Hà, chúc mừng cho Thanh Huyền, chúc mừng cho em Long và gia đình. Hết bóng. Bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả thôi quý vị. Hồ của tôi dừng lại 3 phút 29 giây. Như vậy là trên 3 phút là họ được 3 bảng thôi quý vị. 3 bảng logo. Chúc mừng. Phải dưới 3 phút là 4 bảng. 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu. La lớn lên nào, la lớn lên nào. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Số. Xôi về ra, cơ ra cơn mấy cơn mấy dị ra. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc với số tiền là
6 50 triệu. Yeah. 50 triệu đồng thưa quý vị. 50 triệu đồng của là trời ơi, 50 triệu đồng. Tuyệt vời, 50 triệu. Chúc mừng 50 triệu Quang Hà trao cho gia đình đi nào. 50 triệu đồng dành cho chị và gia đình. Tuyệt vời. Tuyệt vời thưa quý vị, như vậy là không có đã trôi qua đúng như Quỳnh Linh nói rồi đúng không? Khổ đã trôi qua rồi, bây giờ chỉ có niềm vui và hạnh phúc thôi. 50 triệu đồng với con số cuối cùng của bảng logo, đó là ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Bây giờ chị cho chúng tôi biết cảm xúc của chị thế nào với số tiền là 80 triệu đồng thưa quý vị. Anh 90, ơi, 90. 80, 90 luôn. Đó, có Quang Hà với lại Quyền nữa. Hôm nay chị có 90 triệu đồng đó chị. Cảm giác chị thế nào? Giây phút này thì tôi rất là xúc động nên tôi nói không thành lời được. Trước nhất là cảm ơn ban tổ chức với anh Quyền Linh và Quang Hà với bé Quyền với toàn khán giả đã ủng hộ tôi nè. Khán giả đề nghị tôi rút số 2 đó nên tôi nghe lời khán giả đó. Vậy đi. Nên là tôi rất là xúc động luôn, thì tôi cảm ơn khán giả rất là nhiều luôn. Khán giả 10 điểm. Con thấy sao nè, Long? Dạ, con cảm thấy rất là vui tại lần đầu tiên thấy một số tiền lớn như vậy. Tôi thấy số 90 nó chưa đẹp lắm á. Chưa. Ai? Giờ sao Quyền? Anh Hà lên, là em lên. Anh Hà lên, em lên. Mình làm tròn thôi anh Hà. Anh với em đi. Hà mới hát xong tặng nãy giờ rồi. Anh với em đi. Không sao, không sao. Chia ba cho nó. Chia ba. Chia ba đi ha. Cho nó đều đi nha. Dạ. Chia ba. Dạ. Ba anh em chúng tôi làm tròn con số 100 triệu đồng. Một trăm triệu đồng thưa quý vị. 100 triệu đồng trong máy ấm gia đình Việt hôm nay sẽ thuộc về chị và gia đình. Tôi tin rằng con số 100 triệu đồng này là con số rất đẹp. Và nó cũng sẽ là một trong những cái để hỗ trợ giúp đỡ cho chị trong cái việc chữa bệnh, giúp cho Long có tiền đi học. 100 triệu đồng với rất nhiều tấm lòng nhân ái. Cảm ơn Quang Hà, cảm ơn Thanh Huyền, cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn tập đoàn Hoa Sen, cảm ơn công ty Golden Moon đã chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay tôi rất là hạnh phúc khi nói rằng máy ấm gia đình Việt chính xác là một máy ấm chung của tất cả những hoàn cảnh khó khăn. Hãy đến với tôi để được chia sẻ, để được lan tỏa quý vị nhé. Và bây giờ tất cả quý vị hãy cùng nói 100 triệu đồng nào. 100 triệu đồng. Yeah. Cảm ơn anh Quyền Linh. Chúc mừng. Cảm ơn rất nhiều. Chúc chị thật là nhiều điều may mắn. Chúc một điều kỳ diệu sẽ đến với chị. Chúc cho Long học giỏi, chắc chắn rằng con sẽ không bao giờ quên giây phút này. Sau này con sẽ lớn lên, con sẽ trở thành một người tài để giúp ích cho gia đình xã hội. Lúc đó con sẽ nhớ đến giây phút này. Và chắc chắn hôm nay sẽ có nhiều em nữa của ba gia đình sẽ nhớ giây phút này. Chúng tôi mời trở lại sân khấu ba gia đình ngày hôm nay. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.